Đi giao bàn ghế mà các chú công an cứ vây kín như thế này, nhiều người không biết thì lại cứ tưởng là em Công bị bớ đi cơ các bác ạ. Hôm nay em Công Tài Lộc có bàn giao cho một bác khách ở Sơn Tây Hà Nội một bộ bàn ghế hoàng gia Louis chân 16, mặt tràn 6 phân. Bộ này thì rất là nặng, thế nên ở xưởng thì em phải dùng đến xe nâng. Còn đến nhà khách thì không có xe nâng thì bắt buộc là phải đem rất nhiều anh em đi. Cái ngách nhà khách thì khá là sâu, thế nên là 6 anh em không thể bê vào được, phải nhờ đến sự hỗ trợ từ các bác hàng xóm. Mà được cái là hàng xóm của bác khách này toàn công an thôi. Đấy, bác nào bác đấy là đang mặc đồng phục áo xanh là chuẩn bị đi làm. Nhà bác khách thì nằm tận sâu bên trong, thế nên là khiêng được cái ghế vào thì các bác nhìn thấy đấy, ai cũng mệt bở hết hơi tai các bác ạ. Giao hàng vào trong nhà thì ai cũng khen bộ này công nhận vân nó rất là đẹp và từng cái hoàn thiện thì cực kỳ sắc sảo. Bàn giao xong thì bác khách có mời em Công ở lại ăn cơm. Đấy, ngồi nói chuyện qua lại thì bác khách thấy em Công đẹp trai quá, nên là giới thiệu cho con gái của bác. Nhưng mà đợi em về hỏi vợ xem vợ em có cho lấy vợ hai không đã các bác nhá.